ai chìm vào trong tiếng mưa rơi. Tạm biệt nơi đây sẽ mãi xa rồi. Tạm biệt nơi đây trong trái tim tôi. Tạm biệt nơi quán xa tôi vẫn hay ngồi. Lặng nhìn nghe từng cơn gió bồi hồi. Đã xa rồi từng ngày tôi lo. Đã xa rồi bao tiếng cười đùa. Đã xa rồi hàng cây cánh phượng hồng đâu đây. Lời thầy cô ghi sâu trong trái tim. Đã xa rồi từng ngày mong. Nhau trong đời nhớ
sống xứng đáng cho nhau. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muôn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, nhớ gương sức xứng đáng cho nhau. Của ngày chia tay ta xa nhau, hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muôn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, những cơn sóng xứng đáng cho nhau. Chờ dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, trong bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong
Được
khắc thiêng liêng lúc này để đừng quên lãng. Có phải yêu từ ngày chưa biết em, ước cùng sinh trong một gia đình để được sống bên nhau từ nhỏ, ước sánh vai rạng rỡ trong đời. Tại sao không, tại sao không mãi mãi thuộc về nhau, chung ở, chung ăn, chung nằm, chung mặc, chung vui buồn, chung bất chắc, chung cơ may, chung cả những điều không chung được nữa. Đôi lúc thèm thằng xe tới nhà em đập cửa, em hiện ra trắng trong như nỗi nhớ, như một nghi ngờ và rạng rỡ. Ước gì lại thủa đôi mươi vầng trắng gối đầu đêm thâu tóc xóa. Lòng đã tin, tim không khóa bao giờ. Nhưng em ơi, quá khứ của chúng mình cũng giống nhiều quá khứ. Nếu không giang dở, sao gọi tình đầu. Xin cảm ơn anh Việt. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Có những trò nghịch ngợm rất là đặc biệt. Và còn có những khả năng là thơ, phố nhạc. Và có nhà thơ Hồng Hột ạ. Bởi vì là thực ra chúng tôi đã phổ nhạc với thời gian đã trôi qua nên là thật sự thanh bạc thôi chứ không không bài hát đấy nó rất là ngộ nghĩnh. Và các bạn là em xưa này nói chung là cứ từ chối nhưng em rất là thành công. Nhưng mà hôm nay cứ thổi hát cho nên là khả năng là để gọi Hồng Hột lên đây. Hồng Hột lên đây. Lên đây, lên đây. Khẩn trương, khẩn trương. Thời gian không cho phép. Xuất xứ của bài thơ đấy là một ngày tôi trời thành vinh thì nó rất là nóng và nắng, nhưng mà ngủ và yêu em trong cơn mơ màng là non, bởi vì 14 tuổi sao lại không non, và sao lại không non và tơ lắm, vì là mọi cái đều đầu tiên cả. Thế là trong khi mơ màng tôi thấy nhói đau, hình như là đau tim, đau cả mũ đồi đầu, nhưng thực ra là đau ở bắp chân. Và các bạn đã biết nhân vật thứ nhất đó là kẻ gây ra tiếng đau ấy là ai? Đó là một chú muỗi biến thể mà là một cậu con trai, bây giờ là một ông trai. Và các bạn biết không, nhân vật này chúng ta ngồi ở cửa sổ bên này, nhìn sang cửa sổ bên kia. Chẳng có amateur không, nhưng mà chỉ bán chúng ta đốt cháy nó bằng những ánh mắt rất chi là tha thiết nhưng âm thầm, và cũng là một mối cắn chân tôi. Nó vò ve muốn cắn chân tôi, nó vò ve muốn cắn chân tôi, mà sao mũi nó cứ thích tôi ghê, mà sao mũi nó muốn vò ve. Một con mũi nó muốn cắn chân tôi, nó vò ve muốn cắn chân tôi, vò ve giờ rất nhiều những cái khóa mà tổ chức gặp gỡ, bọn tôi có nói đùa với nhau là bây giờ chỉ có những người mà học lớp vỡ lòng thì chưa tổ chức học lớp thôi. Thế thì khi tôi đọc cuốn sách này ấy, với cái tâm thế của một cái người mà cũng nghĩ rằng là đấy là những câu chuyện hết sức là nội bộ,
Nhưng khi mà đọc đến độ khoảng 1/3 cuốn sách ấy, thì tự nhiên ở trong tôi phát sinh ra một cái nhu cầu thế này. Tôi muốn tìm hiểu về các nhân vật ở trong cuốn sách này. Các bạn đã tác động đến cái trái tim của người đọc ấy bằng những câu chuyện thật không thể thật hơn được nữa. Và tôi nghĩ rằng là chính cái sự thật ấy, nó luôn luôn chạm đến cái trái tim và chạm đến những cái tình cảm sâu kín nhất mà chúng ta ai cũng có. Chúng ta ai cũng trải qua một tuổi thơ với rất nhiều những chuyện vui, những chuyện buồn, trong đó có cả những cái ân hận, cả những cái điều mà chúng ta sẽ không bao giờ làm lại được nữa. Chính vì vậy mà tôi đã đọc rất kỹ cuốn sách này. Chia sẻ một chút với các bạn, với cuốn sách này ấy, là có hai tác giả mà làm cho tôi ấy, là thuộc tên lóng của các bạn là fan nhân nhất. Đó là hai bạn tên là Bình, một bạn tên là Bình Be và một bạn tên là Bình Hụ. Hai câu chuyện là một là các bạn ký túc xá và những người bạn nhà tầng, đúng không ạ? Theo tôi nhớ là tương đối là như thế. Đã làm cho tôi gần như là thuộc tên các bạn lớp văn. Và một người thứ hai nữa là bạn Hải, bạn Hải Hủi. Có thể nói là những câu chuyện của bạn đúng là cái thời của văn nhân. Bài viết này là nhiều tranh luận lắm nha. Bởi vì là mỗi một người ấy, từ cái góc độ quan sát của mình ấy, thì có cái sự xúc động khác nhau. Nhưng bài viết gây xúc động nhất đã được số đông bình chọn dành cho một người hôm nay thường xuyên xuất hiện trên sân khấu. Nhưng bạn ấy nói rất là ngắn gọn. Xin chúc mừng bạn Phương Lé. Phương ơi, Phương đã viết cái bài Bạn Tôi trong hoàn cảnh như thế nào? Thưa các bạn, thưa anh Hữu Việt, thực ra thì đấy không phải là tôi viết, mà tôi gọi là kể lại câu chuyện của mình. Thực ra thì tôi không có ý định đó, bởi vì thứ nhất là tôi là dân chuyên toán, thì nghĩ rằng là không viết được văn. Cái thứ hai là đó là cái câu chuyện riêng của tôi, mà thực ra chưa bao giờ nói với ai. Thì cho đến lúc đấy thì có một người trong ban tổ chức điện cho gọi tôi: Phương ơi, viết đi. Thì nghĩ đi nghĩ lại mà mình yêu bạn ấy quá, thì mình nể, thì mình viết. Và trong vòng người yêu đấy của Phương là ai? Xin được giấu tên. Xin mời Phương nghe nói tiếp. Mọi người đều có bí mật của mình, đúng không ạ? Lúc đấy là tôi nhớ là 10:45 sáng. Tôi viết trong vòng 15 phút thì được một nửa. Về ăn cơm xong lên 15 phút nữa thì viết xong và không đọc lại, gửi đi luôn. Thế còn lại đoạn về bạn Hùng Coi thì tôi về delay, cho nên là ngồi ở sân bay thì tôi thêm một đoạn. Bởi vì trước đó thì buổi tối hôm trước thì tôi uống với, xin kể lại một tí các bạn nhé. Uống bia với các bạn ở Hà Nội thì tôi dắt Hùng đi đái. Thế đấy là một câu chuyện hiện thực thật. Thế là tôi bảo Hùng ơi, tao mày nhiều kỷ niệm lắm, mà bây giờ mày không viết, mày mất 7 triệu mày viết đi. Thế Hùng bảo thôi mày viết được, viết tao đéo viết. Thế là hai thằng lại liêu siêu dắt nhau ra. Đến lúc tôi ngồi chờ máy bay thì tôi viết cái đoạn đấy và yêu cầu ban tổ chức không được thu 7 triệu của thằng Hùng. Thế toàn bộ cái câu chuyện nó thế thôi, hoàn cảnh ra đời nó như thế, báo cáo với các anh và các bạn. Phương có chia sẻ với tôi rằng là anh đừng có bắt em lên sân khấu làm gì, bởi vì tính em hay nói bậy. Và vừa rồi ấy, là Phương có dùng một vài cái từ đéo đấy. Em không nói bậy, em kể lại chuyện nói bậy lúc trước. Nhưng mà thật ra là cái từ đấy ấy, là không hề bậy một chút nào đâu. Ở Thái Bình mà quê ngoại của anh ấy, là khi người ta nói không ấy thì người ta nói là đéo. Đấy. Thế nên là khi mà có một người hỏi số điện thoại là số điện thoại có mi bao nhiêu, đéo 7, đéo 8, 4, đéo 1, 3, đéo 2. Ở quê em có cô giáo
hỏi học sinh là dũng cảm là gì thì học sinh trả lời là đéo sợ. Xong thế là lên hỏi thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng bảo nó nói thế là đéo được. Rồi vâng, một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đã được bình chọn là bài viết xúc động nhất. Tôi xin phép một tí ạ, được không ạ? Được rồi, xin mời. Tôi muốn bạn An Xìa, bạn Thắng Loáng và bạn Hùng Coi lên đây cùng nhận với tôi. Đúng rồi, và bởi vì bạn ấy chính là cảm xúc của tôi. Rồi, xin mời Thắng Loáng, xin mời Hùng Coi và xin mời An Xìa. Thắng đâu? Chúng tôi nghĩ rằng là phần thưởng thì thuộc về bạn Phương Quỳnh, nhưng mà những đóa hoa chúng ta có thể trao cho cảm xúc để cho bạn Phương có thể giành được giải thưởng này. Mọi người ơi, chụp ảnh đi. Giải thưởng tiếp theo, câu chuyện tình hay nhất. Tôi muốn là chúng ta cùng gọi tên cái người ấy có được không ạ? Một, hai, ba. Tôi nghĩ rằng là trong cái phiếu bình chọn ấy thì cái mục mà câu chuyện tình hay nhất là được 100% số phiếu. Xin mời bạn Kim Huế. Huế ơi, mối tình đầu có vị trí thế nào trong suy nghĩ và tình cảm của Huế? Chắc là những cái điều đó Huế đã biết hết rồi đúng không? Vâng, tôi nghĩ là vị trí như thế nào, tôi nghĩ là kể cả anh Việt lẫn tất cả các bạn đều đọc và đều đã cảm nhận được. Tôi thực sự cái tình cảm đó ấy, các bạn ngày hôm nay thì có thể là hơi sến, nhưng mà tôi đã chôn chặt trong tim tôi 30 năm qua. Và chỉ có một mình bạn Phương biết thôi. Và tôi cũng rất cảm ơn 85 Phán cũng như là ban tổ chức đã phát động một cái phong trào. Tôi chỉ biết dùng từ phong trào, bây giờ tôi hoảng nên là tôi cũng biết nghĩa từ gì được cả. Phải biết sách để tôi bày tỏ những cái tình cảm mà tôi trân trọng nó. Bởi vì tôi cho rằng nó thiêng liêng và tôi gìn giữ cho bản thân đến bây giờ. Và tôi có nhắn với bạn Phương rằng là vì nó có giá trị tích cực với tôi, cho nên tôi quyết định là tôi vẫn duy trì những tình cảm ấy, chứ còn không phải bao giờ là phủ định. Trong cái phần kết cái phần thứ hai của Huế đấy, trong cái bài đấy Huế có viết một cái câu ba chấm lửng là sau đó chúng tôi gặp nhau. Huế có thể miêu tả lại cái lần gặp nhau đấy, những cái điều mà Huế chưa kịp viết trong cái bài của mình hay không? Tôi nghĩ là cái câu sau đó chúng tôi gặp nhau ấy thì nhiều bạn nghĩ rằng đó là một cái kỹ thuật viết của tôi, nhưng thực ra là cái mạch viết nó vừa đến đấy thì cũng là vừa cả người viết cũng cảm thấy nhớ đến đó và cũng hết sức, và đồng thời là cũng đến lúc phải gửi bài, cho nên là em cũng dừng ở đó. Còn trong cuộc gặp thì tôi nghĩ là nếu tất cả các bạn đã đọc chương 3 trong cái bài truyền tình của tôi ấy, thì các bạn đều đã tưởng tượng và đều hình dung thấy. Mọi người sẽ tò mò, chắc là nghĩ là chúng tôi sẽ làm một việc gì đó là hot hơn một tí, hấp dẫn hơn một tí. Nhưng mà các bạn đọc thấy đấy, tôi cho rằng bản Khương và tôi cũng đều nó rất là tình cảm, nó rất là từ tốn, rất là trân trọng và rất là chừng mực. Và bởi vì lý do đó cho nên là tôi còn nhớ bạn ấy cho đến tận bây giờ. Chắc chắn là ban tổ chức sẽ có một món quà tặng Huế, nhưng mà tôi xin phép được tặng Huế một bài thơ về mối tình đầu có được không ạ? Tôi nghĩ rằng là ở đây ai cũng đều có mối tình đầu của mình, và tôi muốn được lấy cớ là tặng Huế, thật sự là tặng Huế, nhưng mà cũng tặng tất cả các bạn của chúng ta được không ạ? Lần đầu gặp nhau
tình đầu chưa có, chỉ nhớ mắt đầm má non tay nhỏ, chiều vẩn vơ theo tàu điện trốn về nhà, tối léo đéo theo trăng về nẻo nhớ, môi dập đầu run bắn nụ hôn mơ, tóc thắt bím đôi tiếng cười trong vắt, áo sáng hồn nhiên ngực hiền, mây ấm lòng lành quyết liệt nhân từ long lanh. Có phải yêu từ ngày chưa biết em, ước cùng sinh trong một gia đình để được sống bên nhau từ nhỏ, ước sánh vai rạng rỡ vào đời. Tại sao không, tại sao không mãi mãi thuộc về nhau, chung ở chung ăn chung nằm chung mặc, chung vui buồn chung bất chắc chung cơ may, chung cả những điều không chung được nữa. Đôi lúc thèm thẳng xe tới nhà em đập cửa, em hiện ra trắng trong như nỗi nhớ, như một nghi ngờ và rạng rỡ. Ước gì lại thủa đôi mươi vầng trắng gối đầu đêm thâu tóc xõa, lòng đã tin tim không khóa bao giờ. Nhưng em ơi, nhưng em ơi, quá khứ của chúng mình cũng giống nhiều quá khứ, nếu không giang dở sao gọi tình đầu. Xin cảm ơn anh Việt, xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc bài của tôi, ủng hộ tình cảm của tôi dành cho bạn Vũ Ngọc Phương, đã comment rất là nhiệt tình và đã tranh luận cũng rất là nhiều. Và qua cái sự kiện này á, thì tôi cũng rất là vui vì tôi cũng cảm nhận được tình cảm của bạn Phương dành cho tôi. Tôi viết theo chủ đề là yêu đơn phương, cho nên tất cả các chi tiết ở trong bài tôi phải định hướng nó sẽ là yêu đơn phương để nhấn mạnh tình yêu của tôi. Tuy nhiên là ở ngoài đời và trong cái quá trình giao tiếp với bạn ấy, mặc dù chỉ là trên tin nhắn trên mạng thôi, và qua cái cuộc phí này thì tôi cũng rất là vui vì tôi cảm nhận thấy bạn Phương thực ra nó cũng rất là đàn ông và rất là trân trọng tình cảm của tôi. Bạn ấy không nói là chữ yêu, nhưng tôi cảm nhận nếu yêu là 100 thì có lẽ bạn ấy cũng đã dành cho tôi khoảng 70%. Và tôi cũng cảm thấy rất là vui và rất hạnh phúc. Và tôi cũng còn nói với các bạn là nếu tôi được trở lại tuổi trẻ và đi học như ngày nào và lại yêu tuổi học trò, tôi chắc chắn tôi cũng sẽ lại vẫn yêu cái bạn VNK ấy, bạn Vũ Ngọc Khương. Và tôi cũng nói với các bạn rằng, tôi cũng nói với Khương rằng là theo như cảm nhận của Khương thì không biết là có phải là tôi yêu Khương thật hay không nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng là vì yêu Khương, vì Khương mà tôi cảm thấy yêu hơn các bạn của mình hồi đi học cấp 3. Tôi cảm thấy nặng lòng với lớp 12 chuyên lý và nặng lòng với tất cả các bạn K15 Phan Bội Châu nói chung. Mặc dù tôi chỉ gặp bạn Khương ấy đúng một lần trong 30 năm qua của cuộc đời tôi. Tôi xin cảm ơn các bạn. À, xin cảm ơn anh Việt với một bài thơ rất là xúc động đã khiến cho em, một cô gái khi 17 tuổi, 18 tuổi được các bạn nam lại đặt tên là Huế FE, tức là mặt sắt, nghĩa là tức là em rất là khô khan, rất là lạnh lùng, rất là đánh đá và có lẽ là không biết yêu. Nhưng mà tình bây giờ thì em nhận ra là em thực sự rất là yếu đuối trong tình yêu, và cái bài thơ của anh khiến cho em đã rơi lệ. Xin cảm ơn. Vẫn còn một câu hỏi nữa, Huế đứng lại đây. Khi mà Khương trở về Việt Nam, lý do chính ấy là bởi vì bức thư mà Huế đã viết, nhưng mà thật ra thì Huế không viết bức thư đấy. Anh đọc các cái comment ấy và mọi người sẽ nói là 30 năm đấy là thời điểm để giải mật rồi. Đề nghị các bạn ngồi đây, bạn nào dũng cảm nhận mình đã viết cái bức thư thay Huế hay không? Vâng, tôi và bạn Khương cực kỳ cảm ơn người đó. Người đó có một nét chữ xinh xinh mềm mại với bạn Khương, nói bạn ấy nói là Huế viết thư cho mình. Thế tôi có hỏi là thư viết nội dung gì, thì bạn ấy lúng túng mà nói thì thư tỏ tình, nói thì tỏ thế nào, nói thì đọc cái vài câu hay hay thì ta nghe cái. Nói bạn ấy nói là không nhớ nữa, nhưng mà trong ấy có cái câu là mỗi ngày đi nhìn thấy tớ thích mỗi ngày nhìn thấy Khương đi lên lớp với mái tóc bồng bềnh. Nhưng mà cái từ này, cùng từ này không phải của độc quyền của tôi, mà tôi nhớ cái hồi đó bạn Việt Hồng cũng hay dùng.
rồi hay là cái bạn mà nằm ở giường tầng trên giường của Huế? À, đúng rồi, bạn Như Binh cũng dung và bạn Quấn Tre của lớp Lý cũng dung. Cho nên là tôi rất là nghi ngờ. Thì có lần tôi có hỏi bạn Hà là theo Hà là ai sẽ là đối tượng ấy, thì bạn Hà nói là chưa chắc, bọn con gái lớp Lý cùng đến, là bá bạn vẫn về. Nhưng mà nếu mà khoanh vùng thì tôi có hỏi chữ, tôi có nói bạn Khương là có thể cho tôi xem bức thư ấy không, thì bạn ấy nói là mẹ tịch thu rồi. Rồi cấm không được yêu đương, cho nên mình sợ quá mình không dám viết thư cho Huế. Chứ còn mình, bạn ấy cũng còn nói là mình vẫn cảm thấy Huế là một sát thủ, cho nên đứng trước Huế mình cũng hơi ngại ngại. Chứ còn nếu không, Huế không sát thủ quá và nếu như mẹ không cấm thì có lẽ mình cũng có viết. Và có tôi có hỏi thế chữ là chữ như thế nào để tôi đi tìm manh mối, thì bạn ấy nói là chữ nhỏ nhỏ, xinh xinh mềm mại. Tôi còn nói là chữ tôi không nhỏ, chữ tôi không xinh và chữ tôi không mềm mại, do vậy không phải thư của tôi. Bạn Thương, bạn ấy hơi xấu hổ, nhưng mà khi em vừa nói là không, coi như là Huy biết đi, cứ coi như là từ đó là toàn bộ tình cảm của tớ. Và trước đây mấy, cách đây 2 tuần thì bạn Tương Vi, bạn ấy có hơi nghi nghĩ, bạn ấy nói hình như là tao viết thì phải. Nhưng mà bạn ấy cũng nghĩ chắc chắn nữa. Rất có thể, nhưng mà nếu theo thuyết âm mưu thì anh sẽ nghĩ là cái người mà đối thủ xứng tầm của Huế về cái độ sắc sảo và đối đáp ấy, đấy chính là bạn Thái Hòa. À, không, chữ của bạn Thái Hòa thì là nhỏ lý đi và... ký hiệu rất kỳ lạ đúng không? Nó ký hiệu kỳ lạ. Không, chính vì thế cho nên là người ta mới dùng cái nét chữ mềm mại để không ai nghi ngờ mình cả. Nhưng mà bạn Thái Hoa chắc chắn là không biết tình cảm của em đâu. Chỉ có bạn Văn Tư. Đây là theo thuyết âm mưu thôi. Thay mặt tất cả mọi người ở K15 xin tặng Huế. Vâng, em xin cảm ơn ban tổ chức. Và vâng ạ, tôi đồng thời cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã nghĩ ra cái giải gọi là giải truyền tình hay nhất, vì tôi nghĩ rằng ban tổ chức đã cố tình trao cho tôi giải này, cho nên mới đặt ra cái giải là truyền tình hay nhất. Bởi vì trước khi tôi viết và sau khi tôi viết hầu như không có ai kể về truyền tình cả, cùng kể vui vui thôi. Do vậy là chắc là họ sợ tôi không có giải, thành ra họ nghĩ cái giải truyền tình hay nhất để trao cho Huế để còn. Tôi lại nghĩ là khi có hạng mục thiên chí của ban tổ chức. Tôi lại nghĩ là khi có hạng mục này thì chắc chắn là Huế đã giành giải nhất rồi. Rồi, cảm ơn Huế nhé. Xin mời bạn. Chúng ta còn 2 giải thưởng nữa, và 2 giải thưởng này dành cho 2 nhân vật. Nhân vật gây thương nhớ nhất. Bạn này tóc húi cua. Đó là một bạn mà khi cùng với cả Hải Hủi trở về trường và thầy Thông bảo nhanh cho chúng nó đi đi, cho chúng nó đi đi. Đó chính là Hoành Trọ, nếu tôi nhớ không nhầm. Hoành ơi, mời Hoành lên đây. Ơi, ở đấy mọi người đã nói thay cho cái câu hỏi của anh rồi đấy. Em có bất ngờ không và vì sao lại bất ngờ? Kính thưa các bạn, ban tổ chức thực sự là rất bất ngờ. Bản thân cuốn sách này cũng là điều bất ngờ rồi. Không. Ngày nay chắc có lẽ quá bất ngờ mà thưa anh. Nghĩ có lẽ là đấy cũng là một cái gì đó nó chưa được rõ lắm. Cũng có, nó có một cái ấm mưu gì đó. Anh đang nghĩ đấy. Đặt luôn, lớp ba nữa. Minh ơi, Minh có thể giải thích hộ cho ban tổ chức được không? Vì sao điều này là bất ngờ và có thuyết âm mưu nào không? Minh lấy mic của anh này. Có các bạn, anh Việt, Hoành, thực ra thì đây là chúng tôi căn cứ vào phiếu bầu của các bạn thôi ạ. Hoàn toàn là từ phiếu bầu. Và Hoành là được nhiều phiếu nhất. Còn có thể là Hoành cũng bất ngờ, nhưng mà riêng ban tổ chức thì cũng không hề bất ngờ. Bởi vì nhân vật Hoành là một nhân vật trong bài viết của Hải. Hoành là một nhân vật trong bài viết của Hải, và ở đây thì anh Việt cũng như là các bạn ở đây cũng đã đọc cái bài viết đấy, và thực sự là chúng tôi rất là xúc động. Và như bản thân tôi sau khi đọc bài Hải viết về Hoành ấy, thì lúc đấy tôi đang làm việc mà tôi cảm thấy là tôi không thể làm việc được nữa, tôi phải ngừng một thời gian để tôi suy nghĩ. Và tối hôm đấy tôi cũng bị mất ngủ.
vì tình cảm về về cái hình ảnh của bạn Hoành trong cái bài viết của bạn Hải cũng như là trong tình cảm của các bạn Lâm Lý. Điều này nó thì trong bài viết rồi, cho nên là không thể nói nhiều, không muốn nói nhiều hơn, và chắc chắn là trong ban tổ chức thì cũng không có gì bất ngờ, cái giải này hoàn toàn là không có âm mưu gì đâu ạ. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Hải ơi, xin mời tác giả lên đây để cùng chụp ảnh, và ban tổ chức sẽ được hỏi Hải thêm một chút nữa là câu chuyện mà Hải viết về Hoành và cái hình dung của Hải về Hoành như thế nào. Thì cũng như trong chuyện đã viết, em với Hoành nó có nhiều cái là rất gắn bó. Từ đi học thì cùng, tuy là Hoành là không ở nội trú, ở ngoại trú, em thì ở nội trú, nhưng mà tình cảm bạn không phải là dành cho em, nhưng mà dành cho tất cả mọi người trong lớp của em là rất là thân tình. Như em ấy có bài là đặt Hoành là người gõ mõ của lớp. Đấy, thì là thứ hai nữa là có nhiều chuyện đều là vô tình, đều em được biết. Ví dụ là đến Hoành giới thiệu mãi là Hoành là cái người mà lấy vợ sâu nhất của khóa. Và trước khi đấy 4-5 năm gì đấy thì bạn có bọn em về gặp, thì bạn có bài em viết về bạn giới thiệu người yêu ấy, đấy là chuyện có thật đấy. Và thì rất là có nhiều chuyện mà thấy là nó hay đấy, nhiều người đọc cứ tưởng là em bịa, nhưng thực ra là chuyện 100% luôn đấy, thì em mới kể lại thật thế. Quả thật là không cái gì mà thuyết phục được mọi người bằng sự thật, đúng không ạ? Hoành ơi, Hoành có chia sẻ gì lại với cả Hải không? Thôi em cảm ơn tác giả thôi. Mẹ mà để đã có nữa thì mẹ cũng ố mới luôn. Còn tất cả chúng tôi thì sẽ tặng cho Hoành một món quà dành cho hạng mục nhân vật gây thương nhớ nhất. Và xin mời Hà Trọng cho ban tổ chức lên để trao quà cho Hoành, và đồng thời cũng tặng một bông hoa nữa cho Hải Trọng, tác giả của bài viết. Rồi, xin một tràng pháo tay dành cho Hoành Trọng và Hải Hổi cùng Hà Dô. Mục cuối cùng, nhân vật hài hước nhất. Nhân vật này tôi không nghĩ là cái người mà giỏi đánh bạc lại là người hài hước đâu nhá. Đó chính là Thắng Luân. Xin mời bạn Thắng vâng lên đây ạ. Tôi biết ở trong bài ấy, là từ cái lúc học fan cho đến tận lúc mà ra trường đi làm và đến tận bây giờ thì chúng tôi vẫn là cùng nghề với nhau, thì thực ra thì thân nhau thì cũng vô cùng là yêu quý nhau, nhưng mà tôi thì tính tôi thì cũng thích amour, thích hài hước, và tôi cũng có chút đanh đá hơn so với lại là hai người bạn hiểu điệu thục nữ của tôi, cho nên tôi gọi là đanh đá cá cày và dí dỏm hài hước một chút. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là mọi người thấy nó thật thì nó cũng rất là thật, nó cũng mà thấy nó không thật thì nó cũng không là thật. Nhưng mà cái thật về không thật trong từng chi tiết, trong từng cái chuyện tôi kể, nó không quan trọng bằng một điều rằng là cái này thì vô cùng thật này, là tôi và Minh và Bình là những người bạn vô cùng thân thiết và yêu quý nhau từ khi học trường khoa cho đến tận bây giờ, và tôi nghĩ rằng là mãi mãi về sau. Cho tôi xin được nói thêm một chút nữa. Tôi nghĩ rằng là cái bài viết mà Thanh Phong viết về con Minh và con Bình, lúc đầu đọc thì đúng là tôi cũng hơi sốc thật. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, từ vì nếu như trong một cái cuốn sách mà không có những cái bài mà hài hước, những cái bài gây cười, chỉ những bài thương nhớ như viết như của Hải Hủi hay là Khương Già hay là Thuận Híp, thì làm sao mà các bạn có được đủ những cái cung bậc lúc vui, lúc buồn, lúc cười đến gọi là cái từ của quê mình là đít cả rọt, đúng không? Đít cả chà quần. Đít cả chà quần, cho nên là tôi nghĩ đi nghĩ lại, và cuối cùng thì tôi cũng tôi cảm thấy là rất là cảm ơn bạn Phong, cảm ơn tất cả mọi người, và tôi cũng cảm ơn cái sự dũng cảm của chính mình nữa, vì tôi đã để cho bạn Phong
khai thác làm nhân vật hài hước ở cũng chẳng kém gì bạn Thắng Long đâu. Bạn Thắng ạ. Và tôi đã trở thành một nhân vật cũng rất là hài hước ở trong cái tập sách này. Mặc dù không được trao giải, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong lòng các bạn cũng đã bình chọn cho cái nhân vật của tôi là nhân vật song song cùng với nhân vật của Thắng Long, Long là hài hước nhất cái cuốn Phan Nhân 1972, đúng không hả Thanh Phong? Đúng rồi, thôi hôm nay buôn chuyện lâu thôi, để hôm sau buôn thôi, G9 nhá. G9, nhưng tớ không hiểu. Trong đấy thì Thanh Phong có nói là khi mà bảo là thôi muộn rồi thì buôn tiếp sau, và G9 thì như mình có nói là mi có định sỏ tao cái gì không? Em vẫn muốn hỏi Thanh Phong một câu. À, xin đấy hỏi là đi. Phong ơi, kiếp trước tớ có nợ cậu cái gì không? Mà kiếp này gắn bó tư thôi, học Phan Nhân Điện chắc là đến tầng xuống lỗ. Thôi bọn mình đã kiếp trước yêu nhau rồi, kiếp này cũng nguyện yêu nhau cho trọn vẹn. Rồi vâng, xin cảm ơn Thanh Phong và Như Bình, và có lẽ chúng ta sẽ đồng ý với nhau là cái solo của có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau, tôi nghĩ sẽ không bao giờ quên được nhau đâu ạ. Vâng, xin nhường lại sân khấu cho bạn Dung Lé. À, Dung Lém. Quay trở lại sân khấu một chút ạ, bọn em đang chương trình vẫn đang tiếp tục ạ. Thế là rất là cảm ơn anh vì tất cả những tâm huyết, những tình cảm mà anh đã dành cho cả cái tổ Phan Nhân chúng em. Và Như Bình hỏi Thanh Phong có bao nhiêu phần trăm với nhân vật của Như Bình là đúng không, thì em với tư cách độc giả em nghĩ là đến 99% đấy ạ. Như Bình có đồng ý không? Và cái góc độ đấy là chỉ nhìn qua lăng kính của Thanh Phong thôi, còn sự thật là đúng đấy ạ. Thưa các bạn, để tỏ lòng biết ơn của tất cả Phan Nhân K15 tới với người đỡ đầu cuốn sách K15, cuốn sách Phan Nhân 1972, thì ban tổ chức chúng em đã trân trọng là mời bạn bạn bí thư của lớp toán là bạn Vinh Bí lên có chút quà để tặng anh. Ôi, sao nhiều quà này. Là người đã đỡ đầu cho chúng em về cuốn sách mà. Cảm ơn tất cả các bạn. Rất là xúc động ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nói với các bạn lớp toán một tí xíu. Trong cái tâm tình cá nhân tôi cùng một số bạn bè thì thời đó chúng tôi là A2, cho nên ít nhiều cũng có một chút mặc cảm và tự ti. Đó là sự thật. Dĩ nhiên, theo cuộc sống và tuổi tác cũng như trải nghiệm cuộc sống thì sẽ thấy rằng là có lẽ nó không đúng lắm. Bởi vì chính các bạn chúng ta ở đây cũng đã là rất tự hào là trường Phan vừa cháu. Đây, đây là cái bài dành cho lớp Lý, mà có một chút xíu cho cái chung của mình. Xin phép đọc bài lớn mà. À, đây, tức là ok. Tức là nó đọc luôn. Phong trào cả nước đang lên. Tháng 7 hồi quả, anh em lắng về. Mà xa xôi bên tận nước tê, cũng đã múc về trốn quê hẹn hò. Ôn lại kỷ niệm học trò, một thời dài dược, trẻ bò, trẻ trâu. 30 năm đã rất lâu, chưa lần gặp lại, biết đâu cũng khá nhiều. Ôn lại đủ thứ đủ điều, những hôm tan học
buổi chiều đá banh. Tuấn Đào tiền đào rất nhanh, Hà Dố bay lượn cũng thành núi chi. Khương già đôi mắt liên diên, phá bệnh Việt vì ghim luôn một bàn. Thanh Bò thì hầu về rất nhàn, cây mình có khỏe mà lướt càn như chú. Chiến hiệp bị đổi phương bú, dạng đò nằm mệt chộc cú lên trời. Đối phương thượng thiệt buông lơi mà thắng cộn trước thời, vẽ một đường cong. Dũng ngô theo hướng tấn công, từ tiến tiền về mà sống lên đánh đầu. Nhưng mà là lùng là bóng nậy cầu ống, bay chạch cũng nào mà trúng ngay phố câu phấn thiêu. Yến nghẽ thì hồn lạc phách siêu, mà Hà Loan đắc ý mịn miều cười duyên. Quanh trò ôm bóng ném biến, Thiến Tào đường truyền sáng hướng Nam Sơn. Đôi chân dẹo trái bóng vơn, giật ngay cổ gót hướng bên Sơn Giàng. Mà Sơn Giàng ở đấy trúng lồ thì hại hụi hết lá, tạt ngay bóng mộng mà để chóa ghi bàn. Mà đỡ hụt thì đến chân bình ngán. Đỡ hụt đến chân bình ngán. Tự nhiên uống bia là say là chính lời các bạn tí đây. Ôi đứa, anh tính mặt có thể chấm tí mắt. Cái lên mới đấm ra cái à, đỡ hụt đến chân sách cả đâu. Thôi cái bài thơ này là tôi văn trước khi mà sách xuất bản. Không có. Đỡ hụt đến chân bình an, xoay người móc bóng thì sàng án tử từ. Tùng Mô xuất hiện bất ngờ, bồi thêm một nhát sàng án tử từ. Tùng Mô xuất hiện bất ngờ, tương thêm một nhát lắc lư cũng thành. Chú Ninh thì đập nhà rất nhanh, cảnh thuần vội quá thì khánh không kịp rồi. Phán Dương chất đại suốt bôi, và quấn tre thì suốt ruột, đứng ngồi cũng yên. Thanh Hòa trọng cánh giạc biến, mà vừa ngay lúc đấy thì biển đứng hiền bảo tên hết giờ. Chia tay lưu luyến thật thơ, mà gà cung mẹ thạo bớ vớ một đàn. Trải dài từ Bắc Trung Nam xa xôi tới tận Ba Lan cũng còn. Gặp nhau như những trẻ con, vui buồn tình cảm vuông tròn như xưa. Ôm bạn một cái. Một lần chờ nhau thong dong trên chiếc xe đạp, mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa.